soi kèo bóng đá hôm nay giữa Everton với Aston Villa diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 7 tại sân Goodison Park, Premier League 2019-2020. Lại một lần nữa ở mùa giải này, đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti phải nhận lấy thất bại khi phải thi đấu xa nhà, khi ở vòng đấu vừa qua, Everton đã để thua sấp mặt trước Everton với tỷ số 0-3 ra về. Một trận đấu mà lối chơi của họ đã bị bầy sói bắt bài hoàn toàn. Dẫu cho tỷ lệ cầm bóng của đội bóng áo xanh vùng Merseyside không quá thua thiệt so với Hover và vẫn cầm bóng ở mức 45%, nhưng trong suốt chiều dài trận đấu, các chân sút của huấn luyện viên Ancelotti chỉ tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trúng đích. Dẫu vậy, trận thua này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến Everton, khi mà họ đã không còn mục tiêu gì ở mùa giải này, khi vẫn đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 45 điểm, hiện đang để cho nhóm top 6 bỏ xa đến 11 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Đến với vòng đấu tiếp theo, Everton sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Aston Villa đến làm khách. Trải qua 5 vòng đấu gần nhất, thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Ancelotti có được là 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Nếu chỉ tính riêng trong ở vòng gần nhất thì họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì. Với phong độ tệ hại như hiện nay, thì dù cho mấy lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì đội bóng áo xanh vùng Merseyside cũng không được giới chuyên môn đánh giá quá cao trong trận đấu này. Đừng quên 2 vòng đấu còn lại đối với Everton mà nói, chẳng khác gì những trận đấu tập mà thôi. Điểm qua 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Everton có 3 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận ngay trên sân nhà đối thủ. Về phía đội khách, với việc mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, bất kỳ trận đấu nào còn lại đối với Aston Villa mà nói, không khác gì những trận chung kết, và trong lần đón tiếp Crystal Palace đến làm khách ở vòng đấu vừa qua cũng không ngoại lệ. Sự quyết tâm trụ hạng đã được đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith thể hiện ngay trong trận đấu này, khi họ đã có được chiến thắng chóng vánh với tỷ số 2-0. Một trận đấu thầy thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Dean Smith, bởi ngoài việc kiểm soát bóng thua thiệt đôi chút so với Crystal Palace, thì còn lại họ đã làm tốt hơn về mọi mặt. Với 3 điểm vừa có được thì lúc này Aston Villa vẫn đang đứng ở vị trí áp chót dưới bảng xếp hạng Premier League với 30 điểm, vẫn đang kém nhóm an toàn lúc này là 4 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này đến vùng Merseyside, dẫu biết đối thủ lần này không phải là cái tên quá dễ chịu, cũng như phong độ thi đấu yếu kém của Aston Villa cũng không cho phép họ có thể nghĩ đến chiến thắng một cách dễ dàng. Nhưng với việc ngay thời điểm này Everton đã không còn động lực quá nhiều để thi đấu, thì chuyện này sẽ mở ra cơ hội không thể nào tốt hơn để đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith mang về chiến thắng cho mình. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là sẽ được, khi trong 8 lần gần nhất đến làm khách tại Goodison Park thì Aston Villa vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có 4 trận hòa và để thua 4 trận. Nên nhớ, chỉ cần một kết quả hòa cũng có khả năng khiến cho họ là cái tên tiếp theo nối gót Norwich xuống hạng sớm hơn 2 vòng đấu. Dự đoán kết quả Everton với Aston Villa. Dự đoán tỷ số 0-1. Chọn kèo châu Á, Aston Villa nằm dưới nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video.